Nhờ tối nay đi ăn gì em? Mang cái gì nữa? Đồ nướng không? Đồ nướng, nướng ngon lắm. Thôi sáng nay cái đậu thì ghê luôn. Thôi rồi mình hà đi ra đường muốn gặp ai. Mình mấy thôi rồi mình mặc cảm. Mặc cảm là gì? Cảm. Em ăn cái gì? Mang cái gì nữa? Ăn đậu không? Đậu ngang chết bữa mới ăn rồi giờ ăn nữa. Ăn gì ăn hoài vậy? Đặt ăn tên lẩu luôn á. Vậy em ăn gì? Ăn gì ta, gì ngon ta? Vậy ăn bò không? Bò tên năm sánh nha. Em chết luôn, ăn bò gì ăn hoài cũng đặt ăn tên bò luôn á. Tới ngày bỏ lẩu luôn mà. Ăn món gì mới mới đi trời, có mấy món ăn hoài vậy à. Em muốn ăn món gì? Ăn gì thí dụ. Em muốn Thái nha. Thôi, Thái có gì ngon hết trơn á. Cái gì đặc cách đây, cái gì mà lạ lạ á. Cái gì mà ngon á, gì mà mới mới á. Vậy em ăn gì? Gì cũng được. Em ăn giọng không? Thôi, cái đó là năm mình ăn đi, đi ăn giọng không? Ừ.